chiêu này đâu mới hiệu quả. Cái chiêu này hiệu quả every time luôn mày. Thì Lyly giả bộ lúc cái vòng vòng tròn á, palette á, cái Lyly giả bộ Lyly đặt cái trap thôi, cái như vừa tới cái chỗ mà có palette đúng không, cái Lyly nó vừa chạy tới cái nó muốn lúp vòng tròn Lyly mà Lyly không có ấy, cái Lyly giả bộ Lyly để cái trap luôn mà Lyly không có mở ra, cái nó thấy vậy nó sợ nó chạy, nhưng mà Lyly đâu có đặt trap đâu. Lyly giả bộ Lyly để cái trap hở xuống, Lyly đứng dậy Lyly dí tiếp, là lúc này nó bỏ đi rồi, anh ta rời khỏi cái lúp rồi hiểu không, thành ra là mới Lyly dí khoảng không không palette. Work every fucking time baby. Thôi má, nó đạp cáp mệt mỏi.
Thank you.
Dạ. Chụp phát. Chó mẹ mày, nó chơi chìa khóa luôn. Hồi mới đi lấy hai thằng đủ má trao đổi chìa khóa nhau ngay lúc đủ không má đứng kìa cái lì dí thằng chìa khóa lòng quá. cái lúc mà đủ má đứng bắt cụ luôn.